thấy rất là vui khi mà được cầm tấm bằng này. Em thấy cảm thấy tự tin hơn khi mà theo đuổi nghề này. À, mừng vì mình đã đạt được thành những thành tích mà vừa qua mình cố gắng. Cảm thấy hạnh phúc với trân trọng những gì cái thời gian em đã từng trải qua. Cảm ơn các thầy. Thì dạy rất là tốt và em rất là cảm ơn tất cả các thầy đã hỗ trợ em hết mình. Môi trường đây rất là chuyên nghiệp và em cảm thấy sự lựa chọn của em là vô cùng đúng đắn. Các thầy đây rất là tuyệt vời. Chúc tất cả các bạn khóa sau là thật tốt và hoàn thành thật tốt khóa học của mình.